Kế tiếp trong phần 1 của bản tin Hoa Thịnh Đốn, Ngọc Vi kính mời quý vị theo dõi phóng sự sinh hoạt cộng đồng khóa 707, chương trình thẳng tiến hôn nhân gia đình tại Giáo xứ Mẹ Việt Nam vào ngày 22 đến ngày 24 tháng 9 năm 2017 do Bích Phượng và Đậu Thanh Vân thực hiện. Giáo xứ Mẹ Việt Nam tổ chức khóa học 707, chương trình thăng tiến hôn nhân gia đình từ thứ Sáu ngày 22 tháng 9 đến Chủ nhật 24 tháng 9, 2017. Chương trình thăng tiến hôn nhân gia đình do cha Phêrô Chu Quang Minh sáng lập năm 1986 và khóa học đầu tiên tại Nam Cali năm 1987. Giáo xứ Mẹ Việt Nam đã tham gia chương trình này được 20 năm. Khóa học năm nay có 24 cặp khóa sinh, trong đó có 3 cặp đến từ Chicago, Texas và Philadelphia. Chiều thứ Sáu ngày 22 tháng 9, thánh lễ khai mạc do cha chính xứ Phaolô Trần Xuân Tâm cử hành để cầu xin Thiên Chúa và Thánh Gia Thất ban ơn cho những người tham dự khóa học thâu đạt được nhiều thành quả. Cha Matthew Nguyễn Khắc Hy, giáo sư tại Đại học Công giáo ở Washington DC, giảng dạy chính cho khóa học. Cha Philippe Thanh Cao, dòng đồng công phụ giúp. Ngoài ra còn có anh chị chủ huyền trung ương Phạm Văn Quyết và Nguyễn Thị Điệp, các anh chị trong ban chấp hành ở San Diego, cùng đông đảo các anh chị em tại Giáo xứ Mẹ Việt Nam và Giáo xứ các thánh tử đạo Arlington, Virginia, làm trợ nguyện cho khóa học. Mục đích của khóa học giúp khóa sinh tăng thêm đạo đức bản thân, tăng thêm thông cảm vợ chồng, tăng thêm phương pháp giáo dục con cái, tăng thêm lòng thương yêu gần gũi bằng việc làm để phục vụ bất cứ ai mình gặp trên đường đời. Sau 3 ngày nghe diễn giải các đề tài thiết thực liên quan tới đời sống gia đình trên nhiều lĩnh vực, cùng chia sẻ các khó khăn để nhìn lại bản thân mình, hầu rút ưu khuyết điểm để củng cố hạnh phúc cho vợ chồng và con cái. Khóa học đã đem lại nhiều lợi ích cho những người tham dự và đã kết thúc bằng thánh lễ thể hôn một đời để các anh chị khóa sinh ôn lại hình ảnh ngày cưới, các nghi thức nhắc lại lời thề ước hôn nhân ngày nào trước khi tham dự buổi tiệc. Thật vui trong tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái. Năm nay tôi có dịp tham dự khóa thăng tiến hôn nhân 707 tại Giáo xứ Mẹ Việt Nam ở Washington DC. Trước hết tôi xin chúc mừng cho tất cả các cặp tân song nguyên. Tôi cũng muốn nói đến một trong những quan tâm lớn nhất của giáo hội ngày nay, đó là vấn đề hôn nhân và gia đình. Ở trong đó cuộc sống của chúng ta càng gặp khó khăn bao nhiêu, và nhất là xã hội ngày nay càng đem con người cô lập bao nhiêu, thì việc chúng ta tổ chức những khóa thăng tiến hôn nhân và việc các anh chị em đứng lại với nhau để tổ chức khóa này nói lên được đây là hướng đi rất đúng mà giáo hội Hoa Kỳ, toàn thể giáo hội trên thế giới đang hướng đến. Vì thế việc làm của người Việt Nam chúng ta mặc dù nó nhỏ nhưng mang một ý nghĩa rất lớn. Làm việc nhiều với các linh mục địa phương cũng như các giám mục địa phương, tôi biết cái quan tâm lớn nhất của họ là làm thế nào để thăng tiến đời sống cho anh chị em trong đời sống gia đình. Vì thế tôi rất vui được tham dự khóa này và tôi tin rằng qua cái khóa học này cũng như qua sự cố gắng của nhiều anh chị em thì đời sống người Việt Nam của chúng ta cũng sẽ được thăng tiến ở trong đó. Chúng ta làm chứng là những gia đình Công giáo có cuộc sống hôn nhân Kitô giáo bằng chính đời sống của mình, không cần phải đi ra rao giảng bằng lời cho bằng chính đời sống. Thành ra tôi chúc mừng cho tất cả những anh chị em tham dự trong khóa này và cũng cảm ơn tất cả những ai tạo điều kiện cho khóa 707 này được thực hiện. Chúng tôi tham gia khóa 278 và hiện tại tôi ở trong ban điều hành làm chủ nguyện cũng được khoảng hơn 10 năm. Sở dĩ mà tôi làm được như vậy, tôi làm lâu được như vậy, thực sự ra thấy rằng mượn lời của Đức Hồng Y Francisco và Nguyễn Văn Thuận nói trong đường hy vọng, nếu giáo dân đặt nặng nhiệm vụ trần thế của họ thì nhiệm vụ trần thế của họ là gì? Thưa, nhiệm vụ trần thế của họ quan trọng nhất đó là đời sống gia đình. Chính vì điều đó mà chúng tôi thấy rằng mình cần phải học, thứ nhất là cho chính gia đình mình, thứ hai là quảng bá và giúp cho mở rộng để nhiệm mở khóa, rồi kêu gọi mọi người tới để học hỏi, gìn giữ cái ơn gọi hôn nhân gia đình cho mình, cho nó được đi trọn cái khoảng đời mà chính mình đã chọn lựa.
Chúng tôi rất hạnh phúc, nhất là khi mà khóa vừa rồi, có lẽ đây là khóa để đông khóa viên nhất. Kính thưa quý vị, chương trình đến đây xin được tạm ngưng trong giây lát. Kính mời quý vị trở lại với phần 2 sau phần thông báo và quảng cáo.